Với nỗ lực xây dựng và phát triển ngành tim mạch trong nước, Hội Tim mạch học Việt Nam và văn phòng đại diện công ty dược Merck đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về chương trình đào tạo y khoa liên tục một số bệnh lý tim mạch năm 2016, chương trình Concept. Chương trình nhằm giúp ngành tim mạch Việt Nam thu hẹp mọi khoảng cách giữa các cơ sở khám chữa bệnh trong việc điều trị một số bệnh lý tim mạch thường gặp như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành và suy tim mạn. Qua đó tạo cơ hội cho các bác sĩ tuyến cơ sở được cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực tim mạch, đồng thời là nơi trao đổi kỹ năng thực hành lâm sàng trong điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức với kinh nghiệm điều trị thực tiễn. Chương trình tập hợp các chuyên gia đầu ngành về tim mạch cùng các giảng viên giàu kinh nghiệm đang là thành viên của Hội Tim mạch học giảng dạy.